Chào bà con nha, hôm nay theo con hai con K700 đẹp cực kỳ luôn không? Trắng tươi, đỏ ao, xanh dờn. Đây, đẹp cực kỳ bà con, K700 nha. Đó, quá đẹp luôn nè. K700, K85, rồi cái dàn sới nó mới bà con. ZK là màu cam bà con. Thùng bổng luôn, màu cam hết luôn ha. Rồi, ta cầm tay số mới chắc con, biết đâu mới chắc. Mới ZK700. Xanh giữa cốt đặc, K85 là 8,5. Máy đẹp cực kỳ bà con, máy hết chỗ chê rồi, quá đẹp luôn không, máy hết chỗ chê rồi. Đốc thì xanh dờn ít xài nè không, quá đẹp luôn, số bổng là quá đẹp bà con, bóng hới luôn nè, ZK và một cam đẹp cực kỳ không, xanh dờn ha. Đây K85 K700 xanh giữa gốc đặc luôn, màu cam ha, màu trắng, máy đẹp bà con. Quá đã luôn nè, hồ trắng tươi mấy chục năm mà còn nguyên, tay số trắng tươi còn đã không, quá đẹp. Đẹp cực kỳ nha bà con. K700 xin giữa cốt đặc, K85 màu đỏ màu cam, màu cam là tên sườn ZK, màu cam đẹp ghê không, quá đẹp. Quá đẹp bà con, ai máy luôn à. Máy này đẹp cực kỳ không? Đây. Bộ còn trắng ít xài nè, trắng tươi nè. Quá đẹp luôn. Để quay chạy thử bà con coi nè. Máy chưa chùi rửa đó, xanh dờn luôn nè, quá đẹp luôn, nắng keo chưa lột bọc luôn nè, phải không, chưa lột tem luôn nè, con là con xài cả đời mà quá trời xanh đẹp luôn, ốc ác mấy chục năm mà còn màu bảy màu luôn nè, ghê không, số trắng tươi quá đẹp luôn, bô trắng tươi biết xài nè. À, bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Có máy hả? Hả? Máy nào? Coi đi, coi đi. Dạ. Quá đẹp rồi. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đã luôn. Chiều quay chạy thử bà con coi nha, nắng quá. Quá đẹp. Coi đi, có gì hỏi nào hỏi em. Con dàn nào, máy nào nói em chỉ cho. Quá đẹp. Như đây ha, đúng rồi, yêu rồi, K700 rồi bà con, quá trời hai bộ này đẹp, long lanh lấp lánh luôn. Alo, nghe anh ơi,